Đây là 100 nhá, là 300 nhá. Đây là 50 nhá, là 300 dưới nhá. Đây là 5.000 nhá. Đây là 355.000 nhá. Còn thiếu 2.000 nhá. Đấy. Và bây giờ thì cho trộm tiền thì cũng đã bắt tay không? Cảm ơn. Không có gì đâu. Cháu được xin miến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của bác Nguyễn Hải, bác ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua một chút thực phẩm tới để cho ông bà cụ của bác. Hôm nay thì cháu Lực có mua là một chút gạo này, thêm là mắm, muối, mì chính này. Trứng này thì cháu Lực mua 2 khay luôn. Trứng này thì sẽ để là cho ông là sẽ ăn được lâu hơn cô bác. Bây giờ mua thịt thì ngày hôm nay thì ở chợ trên kia không có ai bán. Và bây giờ thì cháu Lực xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo chân cháu Lực để đi vào thăm ông cụ một chút. Biết là ở đây là cô bác mà có theo dõi sau những thức phim của cháu Lực đăng tải lên thì không biết là cô bác có biết về cái hoàn cảnh của ông cụ không, thì cho cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một lần nữa cô bác nhé. Đi đồ đi lên trên đó cô bác, mở tay nữa. Ôi, vừa vào đã nghe thấy tiếng chó của ông sủa cô bác. Lực để thực phẩm ở đây một chút đã. Cái này thì phải thôi, cứ lực để đây. Và vừa rồi cháu Lực nói, cho cháu Lực xin tóm tắt lại cái hoàn cảnh của ông bà cụ này một chút cô bác. Ông bà cụ này thì gọi là bị thiểu năng trí tuệ cô bác ạ. Và cũng có lấy nhau nhưng mà không có một người con, một người cái nào. Cái ngôi nhà này thì là được bên thôn người ta cho ông cụ là trong cái đồi sau mộc này. Kèm theo là một chút là lá chè nữa cô bác này. Ông bà cụ thì phải nói là khổ nhất là thôn này cô bác này. Như ở đây là những cây chè mà ở cái thôn của cháu Lực đang ở hiện tại cô bác. Đây như cô bác có thể nhìn thấy này, một cái cây chè này. Cây chè này thì có thể thuộc dạng là cây chè cổ thụ cho cô bác. Phải nói là rất là to thôi. Đấy, để trồng thì được. Phải to bằng người này rồi cô bác. Những cái lá chè ở trên này này thì sẽ được bà con là hái xuống. Như đây là một tháng là bà con sẽ hái một lần thì sao cô bác. Và ở đây nếu mà có cô bác nào mà có có quan tâm tới chè sát tiết của thụ Hạ Giang thì có thể điện thoại cho cháu Lực để cho cháu Lực gửi cho cô bác. Đây cô bác, như cô bác có thể nhìn thấy chỗ này là một cái đồi chè ở khu này luôn. Ở đây thì nếu mà có cô bác nào mà có muốn mua thì cháu Lực sẽ thu mua lại của bà con và gửi cho tất cả cô bác anh chị. Ở đây thì có một cây này to thôi, đi xuống đi ra phần sâu bên kia này cô bác này còn gọi là có cả một cái đồi chè với lại đồi sau mộc rất là to. Thế mà phô bán à? Bán thêm đê bán. Ôi phô lan ở bên này á? Phô lan mấy này á? Ừ. Có vẻ như là chặt cái bụi tre này đi nè cô bác này. Thì ngôi nhà của ông sẽ thoáng hơn một chút. Dê của ông thì để từ đâu? Dê của ông để từ đâu? Thế ông đưa cháu đi xem được không? Vâng. Được. Ông ấy đang rửa bát này cô bác này. Hết rồi rửa bát rồi không? Không có dầu rửa bát à? Có. Có à, lấy dầu rửa bát rửa đi. Đây là nước nóng. À, là nước nóng à? Ừ. À. Là để nước lá. Rửa qua nước lá một lần xong lại tráng nước nóng đúng không? Vâng. À. Thế thì mới hiểu được cô bác. Đây thì ở phía bên này thì ông là thế thả chó này cô bác này. Hôm nọ thì cháu Lực có mua cho ông là một con chó nữa. Ấy chó này thì có vẻ là mua lên mấy ngày thôi mà nó đã rất là ghê rồi. Thế này là chuồng dê của ông à? Ừ. Cả chuồng dê, cả
cà chung gà. À, có gà chưa? Ông có gà chưa? À, lấy về. À, cho sáu con. Sáu con à? Ừ, sáu con bé. À, một con mẹ. Ở mà hơi bị lũ sốc. Cái tên nào đấy cả nè? Cha lại đi đóng quân nữa. Ờ. Cái ông thì có làm thêm cái chuồng, cái chuồng chuồng dê này các bác này, và kèm cái đó thì ông có thêm một chút, một hai con gà nữa. Dê của ông về tận đâu? Kì. Ông cháu mình đi xem con dê đi. Vâng, đây. Đó là sau một quãng thời gian mà được mạnh thường quân hỗ trợ thì cháu Lực thấy là cái cuộc sống của ông thì cũng dần dần thay đổi rồi cô bác. Mặc dù không có thay đổi nhiều nhưng mà cũng có thêm là những con vật nuôi. Đây à? À. Dê của ông đây à? Ừ. Ôi, mấy chốc là có dê nhiều đấy nhờ. Trước ôm chữ lấy dây dài về. À. Đấy. Về bộ. Đấy. Dê của ông thì ông chỉ có buộc là xung quanh ở nhà đấy rồi cô bác này. À, sau một cái quãng thời gian mà cháu Lực mang lên thì nó cũng đã lớn lên hẳn lên rồi. Thế thì lấy buộc hả ông? Vâng. À, dê thì ông sẽ lấy buộc cho nó ăn cỏ đây này cô bác. Ở chỗ này thì có rất là nhiều cỏ này. Phải nói là hôm nọ thì được bác Thảo Đố, bác ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là 2 triệu đồng và có gói ghém là mua cho ông một con dê với lại một con chó. Con dê này thì cháu Lực mua lên là 1,8 triệu này cô bác này. À, nhưng mà do là mặc cả xuống với lại là mua ở dưới thôn ấy, thành ra là người ta trả xuống là 1,5 triệu. Ông ở đây thì có lấy chè không? Có. Nhưng cái chè này cô bác này, cái chè này thì mới trồng thôi thì nó không có được là to cho lắm này. Còn đi ra phía bên kia thì sẽ có rất là nhiều cây chè to này. Chè này thì phải nói là chè nó thuộc dạng là gần như là chè cổ thụ rồi các bác ạ. Trồng từ rất là lâu rồi. Cái đôi chè này thì trồng bao nhiêu lâu rồi ông? Hả? Đôi chè này trồng bao nhiêu lâu rồi? Lâu rồi đấy. Từ lúc ông còn nhỏ là như nào? Được Hơn 10 năm đấy. 10 năm à? Ông thì chắc là nói được tầm mấy chục năm rồi cô bác. Ông bảo được 10 năm rồi. Rồi thì có những cái cây thì nó rất là to cô bác ạ. Hồi nhỏ cháu Lực lên chăn trâu cô bác thì cũng hay mang trâu đi thả lên cái đôi chè này rồi. Xong mà từ khi mà được ở bên xã là cho cây thông, cây sau mộc này để mà trồng thì không có được cái thả trâu nữa. Sợ là nó ăn hết cái cây non. Và bây giờ thì cây lớn hết lên rồi nhưng mà không có ai còn thả trâu nữa. Ông còn đi thu hoạch cái quả này không? Quả này này. Không. Ông còn đi lấy không? Không đi lấy nữa. Bây giờ thì ông lại đi lấy hạt trầu rồi nhỉ? Vâng. Dê của ông thì cũng rất là khỏe mạnh nhá. Đi vào nhà cháu trao quà cho ông đi. Hôm nay ông có được một bác là gửi tiền cho ông ấy. Vâng. Nhưng mà cháu lại mua thực phẩm cho ông rồi. Đây này cô bác này, đây là những cái cúp chè mà nếu mà đến tháng mà bà con ở trên này thu hoạch thì người ta sẽ thu để như này, thu đi này. Chè ở đây thì gọi là một cây thì nó chỉ là được một chút thôi cô bác. Thì nếu mà có bác nào mà quan tâm tới muốn mua chè san tiết của thụ Hà Giang thì có thể là điện thoại cho cháu Lực qua cái số mà cháu Lực để trên màn hình đấy. Thì cháu Lực sẽ gửi cho các bác. Đấy, như cây này thì cũng khá là to này cô bác này. Đấy, cái gốc của nó này cô bác này phải to, nói là rơi vào đó tầm bán kính là độ tầm 50 cm. Ôi dồi ôi. Cây này thì ăn cũng rất là ngọt cô bác ạ. Ăn mình ăn vào thì nó ngọt rất là miệng. Ngọt cái miệng ấy. Hạt trâu đây. Đấy, ông cụ thì đi thu mua cả hạt, đi gọi là đi nhặt hạt trâu về này cô bác này, chứ không phải là đi thu mua. Xong là cái hạt chẩu này thì sẽ được ông. Cái này thì bán cả quả hay như nào không? Không. Thế bán như nào? Cũng là... Không lấy cái... Đợi...
À, nó có nghĩa là té hạt nó ra đúng không? Nên á. À, đây có nghĩa của bác này là mang về xong là để phơi nó khô. Bên là, trong rồi. À, xong là cậy cái hạt ở trong này ra đi bán này. Cái này thì người ta bán là mang đi ép đi mang ép lấy dầu với hao ấy. Đấy, đại loại là như thế cô bác ạ. Này một cân bao tiền không? Một yến 100. Ôi, một yến 110 cân. Đá khô thì khô thì đắt hơn à? Ừ, đá khô thì đắt hơn, đá khô thì cân 12.000. À, khô thì cân 12.000 à? Ừ. À, thế đi đi ông. Vâng. Đi ra tết đi. Ông cháu mình vào đây một tí. Ông với bà thì ở nhà cũng rất là chịu khó, cô bác này lấy rất là nhiều củi về để trong nhà. Ông hồi cháu cầm cái này đi vào đi nhá. Vâng. Đây ông hồi cháu bê gạo đi. Ông hồi cháu bê gạo đi. Bà đi đâu rồi? Bà đi lên rừng xem. Bà lên rừng à? Ừ, xem à, rừng. Để đây đi, ông cháu mình ngồi đây tí. Ông còn nước chè không? Còn. Cháu xin một chén nước chè. Vâng ạ. Cái thùng nhựa ở dưới kia ông chưa mang lên à? Chưa. Chưa à? Ừ. À. Ừ. Thầy cái chè à? Thầy chè mới. À, cái cũ này là thầy chè mới. Ừ. Cái ấm cũ này. Nó là cái ngôi nhà mà ông được bên thôn người ta cho ở nhờ đấy cũng rất là nhỏ bé cô bác. Nhưng nếu mà cô bác mà có theo dõi những cái thước phim mà cháu được chia sẻ lên rồi thì cũng đã biết là cái ngôi nhà chính của ông thì cũng chẳng to hơn cái ngôi nhà này là bao nhiêu đâu cô bác ạ. Một cái ngôi nhà mà cũng rất là nhỏ thôi. Đại loại là cái ngôi nhà chính của ông thì nó sẽ to hơn một chút cô bác. Sau một cái thời gian mà cháu Đức không có chia sẻ những hoàn cảnh của ông lên, cái cuộc sống hàng ngày của ông lên đấy cô bác. Tại vì là cháu Đức cúng lên trên nhà của em Sử này, xong là em Quân này, em Cương này thì nhà của các em thì nhà của em Sử với lại em Cương thì đang làm nhà rồi. Cho nên là cháu Đức cúng hơi bận một chút thời gian cho nên là không có vào thăm ông cụ, không có vào thăm ông cụ và chia sẻ cuộc sống của ông cụ lên. Mỗi lần đi qua đây thì cháu Đức đều vào nhà ông để uống nước chè thôi cô bác. Và nói là không vào ghi hình thôi. Tại vì là cái thời gian của cháu Đức vào với ông cũng chỉ là được mấy phút thôi. Ui đây là cái bật lửa không? Hả? Cái bật lửa à? Không có đâu. Hết đâu rồi. Đây là những cái bật lửa mà từ thời xưa này cô bác này. Thời xưa đấy. Từ thời xưa rất là xa xưa rồi nhưng mà ông vẫn giữ để lại này. Có cả nắp đống đồng hoàng cơ, xịn xò phết đấy. Bắn bắn to. Vậy ông pha chè xong một chút nữa thì phải được ké nói cái phần quà này cho ông. Bà thì lên trên rừng lý nhăng hạt chấu ở đây làm gì? Đi xem rừng vừa đi lấy. Xem rừng là vừa đi xem rừng vừa đi lấy hạt chấu đúng không? Ừ. Ông thì ngồi đây với cháu một tí đi. Vâng. Đấy bây giờ nước chè chưa, còn chưa ra chè. Đây ông cất cái này đi nha, không tí rơi đấy. Ôi giời. Hôm bây giờ thì cho cháu được xin được phép thông qua là cái phần quà này một chút. Hôm nọ thì ngày mùng 10 tháng 9 thì có được là bác Nguyễn Hải, bác có gửi cho cháu Lực là 4.408.000 và 800 đồng. Ôi, và bác có cho những cái hoàn cảnh nào thì đến những hoàn cảnh đấy thì cháu Lực mới là nêu lên thôi cô bác nhá. Và trong số mà 4.408.800 đồng này thì có bác có cho ông bà cụ là 1.000.000 đồng đấy, cho ông bà cụ và 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng này thì cháu Lực
sẽ là mua một chút thực phẩm tới để cho ông bà, xong là còn dư bao nhiêu thì cháu Lực sẽ đưa tiền mặt cho ông bà. Tại vì là những cái đồ gạo này thì ông đi chợ cũng rất là xa. Ông thì còn gạo không? Còn tí à? Đấy, cũng ông bảo cũng còn một tí. Thế bây giờ thì cho cháu Lực xin được phép là thông qua cái những cái đồ mà cháu Lực mua lên cho ông. Đấy, ở đây thì cháu Lực mua là trứng là một quả là 3.000, là 108.000 cô bác. À 180.000. Trứng thì sẽ để đây cho ông nhá. Vâng. Trứng thì sẽ để đây cho ông. Nồi thì mua là một chai dầu ăn. Bỏ ra đó. Và cháu Lực có mua lên cho ông là chai dầu ăn. Ở đây thì chai to luôn là 60.000. Và mua một gói mì chính nữa. Gói này thì là cũng là gói to là 60.000. Và mua một gói xà phòng cho ông là 25.000. Mua cho ông là một lọ sữa ông Thọ này. Mua cho ông với bà là lọ sữa ông Thọ này để ông với bà là pha nước ấm để uống. Ông thì có biết sữa này không? Không biết à? Không chưa từng uống bao giờ à? Cái này thì ông đục ra hai lỗ trên này nhá. Vậy. Xong là bỏ vào nước nóng nhá. Vậy. Pha vào nước nóng để uống nhá. Vậy. Đấy. Là sữa ông Thọ là 25.000. Và mua một cái gói muối này. Cái gói muối này thì là muối iốt. Bà con ở trên này thì hay dùng nhiều hơn. Cháu Lực sẽ mua cái gói này là 8.000 đồng. Và mua một cái gói bánh trứng để cho ông với bà cụ là ăn là 60.000. Đấy, cái này thì ông ăn đi. Đấy, xong rồi cái này phần này thì để cho bà nhá. Đấy, để ông với bà ăn nhá. Đấy, cất ra bên kia đi ông. Và mua một chai dầu rửa bát nữa là 30.000. Chai dầu rửa bát này thì ông biết sử dụng rồi đúng không? Vâng. Đấy, cháu Lực mua lên là cháu Lực cũng đang hướng dẫn cho ông rồi. Vâng. Đấy, mua cho ông là một thêm một chai nước mắm này nữa. Chai nước mắm thì là 35.000 các bác ạ. Và cháu Lực có mua là 10 cân gạo này các bác này. Đây là 10 cân gạo ở đằng sau cháu Lực này là 160.000. Tổng tất cả mà cái số tiền 1 triệu đấy, cháu Lực mua thực phẩm là hết là 643.000. Và còn dư là 357.000 cô bác, còn dư là 357.000. Còn dư là 357.000. 357.000 này thì cháu Lực sẽ đưa tiền mặt cho ông cô bác ạ. Cái số mà tiền của ông thì còn dư là 357.000. Đấy, ở đây thì những cái đồ này cháu Lực đi mua đều là ghi ra một cái phiếu riêng này các bác này. Thì lúc mà ra đến đây thì cháu Lực mới nhớ là cháu Lực đã mua những cái đồ gì các bác nhé. Đây thì cháu Đức đang có là 100, 200, 300, 350, 355.000. Thì còn thiếu của ông là 3.000 nữa. Thì cháu Đức sẽ xin phép là lần sau sẽ đưa cho ông thêm của bác nhé. Đấy, này đấy. Ở đây là có bác Nguyễn Hải nhá. Vâng. Bác ở bên Mỹ là có gửi cho ông là 1 triệu đồng. Vâng. Đấy, ở đây thì cháu Đức, cháu không có mua, cháu không có đưa tiền mặt cho ông. Nhưng mà cháu kèm theo đó thì cháu sẽ mua những thực phẩm cho ông. Và còn dư thì cháu sẽ đưa cho ông nhá. Vâng. Đấy, đây là còn dư là 357.000 nhá. Vâng. Đấy, nhưng mà cháu thiếu mất là 2.000 rồi. Vâng. Đấy, thì là lần sau cháu cho cháu nợ nhá. Vâng. Đấy, cháu nợ. Đấy, đây là 200 nhá. Vâng. Đây là 100 nhá. Vâng. 300 nhá. Đây là 50 nhá. Vâng. 350 nhá. Vâng. Đây là 5.000 nhá. Vâng. Đây là 355.000 nhá. Vâng. Còn thiếu 2.000 nhá. Vâng. Đấy. Và bây giờ thì cho cháu tiền thì cũng đã bắt tay không? Cảm ơn. Không có gì đâu. Cháu chỉ là người là làm cái cầu nối. Còn bác mà đưa tiền cho ông. Vâng. Thì là bây giờ đang theo dõi cái thước phim của cháu chia sẻ lên đó. Vâng. Và cháu Lực cũng thay mặt là ông bà cảm ơn tới bác Nguyễn Hải, bác ở bên Mỹ rất là nhiều. Chúc bác
cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Ông cất tiền cất cẩn thận nhá. Vâng. Còn tiền nghìn nào không? Hả? Ông có tiền không? Có. Có à? Có bao nhiêu đấy? Nó tiền để... Ông... Có, nó tiền để dám ở mà hồi phố lên 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 lên. Có đấy. Mà hồi 50 nghìn rồi. Hả? 50 nghìn đây. 50 nghìn đó, 500 nghìn à? 50 nghìn đây. Ồ, vì lên đáy lô. Ừ. 50 nghìn đó phải tới hốt cả nghìn. Rồi 50 nghìn đó phải tới hốt cả ngàn. Cả phải hốt để bùi rồi chứ đáy lô. 50 nghìn ta... Phần nha. Hờ hộp mẹ tô mô. Ồ. Bèo với hờ hộp mô. Ồ. Bọn này tao đi hờ... À... Tông à? Tông ế đây cả cháu với hờ. Ồ. Ta đi hờ tao... Hờ... Trời, dù sao đây. Đây, 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 bỏ mang rồi, bỏ mang đây. Ừ. Đấy. Vừa rồi thì ông cũng có kể cho cháu Lực nghe là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì được tất cả quý ông bà, con chú, anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ ông. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì được các bác gửi tiền tới cho ông bà và cũng kèm theo đó là được các bác Thảo Đỗ, bác ở bên Mỹ có gửi cho ông là 2 triệu đồng và nhờ cháu Lực đi mua những con vật nuôi gửi tới cho ông với lại bà có thêm những cái con vật nuôi để mà nuôi cô bác ạ. Bây giờ thì ông gửi một lời cảm ơn tới bác Nguyễn Hải nhá. Vâng. Tôi biết ơn ân nhân đã gửi cô cho tiền gửi tiền để tôi mua gắn thực phẩm tôi với vợ tôi. Tôi biết ơn ân nhân rất là nhiều. Ông thì chỉ biết nói mà lời cảm ơn ngắn ngủi thôi cô bác. Ông thì không có biết tiếng Kinh là nhiều. Thì rất là mong bác Nguyễn Hải, bác sẽ thông cảm cho ông. Con chó với lại con dê thì có khỏe mạnh không? Có bị cái gì không? Mạnh. Khỏe mạnh à? Ừ. Không có bị cái gì đâu chứ? Không bị. Ồ, thế là được rồi. Đấy, dạng này thì cũng cất đi nhá. Ừ. Đây là dầu ăn nhá. Ừ. Mì chính, mắm muối thì cũng đủ hết cho ông rồi nhá. Đấy thì ông không phải đi chợ nữa. Ừ. Trứng thì cháu cũng đã mua để đây cho ông rồi nhá. Ừ. Đấy, mua thịt thì nó không có... Mua thịt thì bây giờ mình phải xào luôn. Ừ. Nhưng mà trên chợ kia thì ngày không có bán. Ừ. Thế thì ngày chợ thì ông ấy bà là dắt nhau đi lấy tiền đấy đi ăn phở nhá. Ừ. Đem phở mỗi người mà bắt. Vậy. Người mà bắt xong là mua cân thịt. Nữa là về. Đấy. Bà thì hôm nay lên thì không có gặp bà không bác. Bà thì vừa đi xem rừng. Với lại vừa đi nhặt hạt chẩu nữa này. Hạt chẩu này thì ông với bà đi nhặt thì chắc một ngày thì chúng nhặt được tầm loại là một yến thôi nhá. Chứ không có nhiều các bác ạ. Quả nào rụng thì mới nhặt thôi. Chứ còn quả nào đang ở trên cây thì ông với bà thì ông thì trèo được. Nhưng mà do là rừng của người ta nên là không có dám trèo quá. Những cái bộ quần áo, những cái mũ của ông thì hôm nọ cũng được là các bác gửi tới cho ông thôi. Lên trên nhà ông thì hầu như là lúc nào cũng có chè của bác ạ. Chè của ông thì rất là thơm các bác. Mặc dù là màu nó không có được đẹp nhưng mà nó rất là thơm ấy. Ừ. Chè này thì uống một ngụm là ngọt hết cả mồm luôn. Ông còn chè để bán không? À. Ông có chè để bán không? Có. Có à? Ừ. Chè ông để đâu? Lấy cho cháu xem một tí nào. Lấy cho cháu một in xem là cháu mua cho ông. Đây đây mình mình lộ đây. Cháu xem nào. Đấy, ông thì được để chè rồi đây cô bác này. Ở đây thì mặc dù là cái chè của ông sao nó không được đẹp cô bác nhưng mà nó chất lượng chè thì nó rất là thơm luôn. Ở đây thì nếu có bác nào mà muốn quan tâm tới chè ở trên vùng cao, chè ở đây thì có bác nào quan tâm tới chè San Tuyết cổ thụ ở trên vùng cao thì có thể là điện cho cháu Lực và cháu Lực sẽ gửi tới tay cho các ông bà. Chè rất là thơm này. Nếu mà có bác nào mua thì cháu lên trên nhà ông lấy để ông bán nhá, bán hộ nhá. Vâng. Đây ở
Ở đây một túi. Ở đây một túi à? Ờ, thế là còn chỗ này thì được 2 cân nữa chứ nhỉ? Không. Được mấy? Không đủ 2 cân. Đủ 2 cân à? 1 cân. À, 1 cân thôi nhỉ. Đây. À đây này, đây cho lấy cho. Ông ơi, thức quá không lấy được không? Được không? Đây này. À, đây đây thì còn có 2 cân chè của ông được không bác này? Này có bác nào mà muốn mua chè mà ủng hộ ông thì chấn lực sẽ gửi cái tay cho tất cả quý cô bác anh chị. Cái đồ này thì ông cất đi nhá. Vâng. Cất đi để hết cho bên kia nhá. Vâng. Sau cái sau một cái quãng thời gian mà được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ ông thì ông cũng cảm thấy là cái cuộc sống của ông có thêm những cái con vật nuôi để ông được chăn nuôi được các bác này. Sao bông bảo lên, nếu mà các bác mà không cho tiền thì không biết đi đâu lấy tiền để mua dê mua chó đấy ông nhỉ? Ừ. Đây là cái gì đây ông? Đây là cái trẻ cây. À, đây là cái cưa này các bác này. Ừ, cái cưa. Đây là cái cưa này, cái này thì không để cưa đây à, cưa như này à? Ừ. Thời xưa đấy. À. Ừ. Đây từ thời xưa các bác, cái cưa mà từ thời xưa rất là lâu rồi. Ừ. Cái này của ông à? Ừ. À. Cái của ông. Tháng này của ông, tháng này của ông thì sắp được lấy rồi. À, vợ chồng đấy. Vợ chồng à? Ừ. Nhưng mà không có lợn nhờ. Ừ. Không có dê thôi. Ôi nhưng mà ông cho gà ăn. Vâng. Đấy. Ông thì có thêm một chút là đàn gà nữa cô bác ạ. Chó này thì có khỏe mạnh đúng không? Khỏe đấy. Khỏe à, nó không có vấn đề gì đâu đúng không? À, là tôi đi về hứa bỏ. Không phải bỏ. Đáp đi bỏ phải bỏ hoặc phải đeo ra tí tê bỏ. Mà tí tê đi mà. Ừ. Ủa đây này nào. Đi 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 tê á. Mì này bỏ là. Này thì chắc chắn được phải đi mua thêm cái thuốc mà tại run về để cho chó bác ạ. Sợ là nó có run đấy, cho nên là mua để phòng tránh những cái trường hợp này. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Và cũng phải là rất là bất ngờ khi quay trở lại vào thăm ông bà cụ cô đơn đấy các bạn. Vào thăm ông bà cụ mà sống biệt lập ở trên rừng này, được các bác Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã hỗ trợ. Là được bác Thảo Đố, là bác có hỗ trợ ông là mua cho ông thêm một hai con vật nuôi. Thì cũng cảm thấy ông ấy bà bây giờ cũng dần dần là có thêm nhiều cái con vật nuôi sau này nữa. Này thì dê của ông thì chắc là nuôi độ tầm 1 năm nữa là có đấy nhỉ ông nhỉ? Vâng. Đấy, nếu mà may mắn thì còn có cả 2 con. Đấy thì sang năm là có 3 con dê đấy nhá. Vâng. Có 3 con dê, bây giờ thì ở nhà thì cũng có chó để canh cửa, canh nhà. Ông đi rừng thì cũng hay là dắt chó đi theo. Ông đi rừng thì có mang chó đi theo không? Không. Không à? Ở trong nhà thôi à? Ừ. Ông phải tắm cho chó nhá. Vâng. Đấy, nước ở dưới kia thì có mang về tắm cho con chó cho nó sạch sạch tí nhá. Vâng. Đấy, chó này nó rất là trung thành với mình đấy. Vâng. Ông phải chăm nuôi nó thật tốt vào. Còn này. Trời nắng thì được tắm được. Đấy, trời nắng thì cho nó đi tắm. Ừ. Đấy. Còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác. Có lẽ là cháu được xin được kết thúc cái video này tại đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cố gắng thôi nhá. Vâng. Đấy. Ôi. Cố gắng thôi nhá. Vâng. Đấy bây giờ thì có thêm chó này, thêm dê này. Vâng. Thêm gà nữa này. Thì phải chịu khó chăm sóc để sau này mình mới có thêm con dê nhá. Vâng. Đấy. Đây.